Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh dại trên người do chó mèo cắn trên cả nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nghiêm các công tác phòng chống bệnh dại, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, không để các ổ bệnh bùng phát. Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là nơi vừa phát hiện số ổ dịch bệnh dại ở khu Tân Bình, phường Âu Cơ. Sau khi chính quyền địa phương công bố, người dân khu phố rất lo lắng, được chính quyền địa phương và cán bộ thú y tuyên truyền về sự nguy hiểm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống, các gia đình trong khu phố đã tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Địa bàn phường Âu Cơ là phường trung tâm, ở giữa trung tâm thị xã. Và hiện tại là các hộ nuôi chó mèo trên địa bàn là tàn đố chó cảnh, mấy mèo cảnh là rất nhiều. Nên chúng tôi biết là cái trọng điểm này phải ngăn chặn ngay từ ban đầu và cho tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh toàn bộ, cho các trưởng khu và đoàn thể mở, và hai nữa là cho loa kéo di động ở các ngõ khu dân cư để nhân dân nắm biết tình hình. Trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, hệ thống thú y các cấp tăng cường điều tra, thống kê đàn chó mèo để cung ứng vật tư, tổ chức tiêm vaccine dại theo hình thức cuốn chiếu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tiếp tục triển khai rà soát tổng đàn trên địa bàn toàn thị xã để tham mưu xây dựng cái kế hoạch tiêm phòng vaccine trên địa bàn toàn thị xã vào đợt 1 năm 2024 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, phấn đấu đạt tổng đàn được 80% diện tiêm phòng. Với mầm bệnh như hiện nay, nguy cơ bệnh dại có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thực tế, năm 2023, Cơ quan Thú y tỉnh Phú Thọ đã phát hiện có 54 ổ dịch và đến thời điểm này của năm 2024 đã phát hiện 6 ổ dịch ở các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Ba và thị xã Phú Thọ. Chính vì vậy, công tác chỉ đạo của cấp cơ sở trong ngăn chặn bệnh dại bùng phát cần phải quyết liệt hơn nhằm bảo đảm tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại đạt tối thiểu 80% tổng đàn chó mèo trên địa bàn được tiêm. Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao thưởng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng tham gia phối hợp trong chuyên án QT324, bắt 9 đối tượng và thu giữ 100 kg ma túy tổng hợp. Bộ Quốc phòng đã khen thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án QT324, trao thưởng số tiền 40 triệu đồng cho mỗi đơn vị, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Như Truyền hình Nhân dân đã đưa tin, vào ngày 30 tháng 3, tại quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng liên ngành gồm biên phòng, công an và hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 3 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Tuyên Quang đạt trên 5.447 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều sản phẩm công nghiệp nhiều năm có mức tăng thấp thì năm nay đều vượt kế hoạch, như sản phẩm đường đạt 162% kế hoạch, xi măng đạt 110% kế hoạch. Để bảo đảm tốc độ tăng trưởng về sản xuất công nghiệp từ nay đến cuối năm, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình dự án, bảo đảm cung ứng điện, huy động nguồn lực phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã có 6 tỉnh bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1. Các cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe người dân. Huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ hiện có gần 12.000 hộ chăn nuôi gia cầm với tổng đàn gần 1,1 triệu con. Trạm chăn nuôi và thú y huyện cùng với các xã đã tuyên truyền đến từng nhà, cung cấp vật tư, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sẽ hạn chế được thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.